thay mặt cho trang trại là cảm ơn anh và đoàn đã đến tư vấn tận nơi. Cháu cảm ơn chú. Vâng. Nói chung là cái mục đích của cháu là muốn là bà con nông dân tự tin để làm. Vì cái đầu ra sản phẩm cho này nó rất là lớn để xuất khẩu, chứ không không riêng gì ở trong nước đâu. 10.000 một quả vẫn chưa chưa nhà vườn nào bị thế cả. Bà con trên này mong các anh như lúa hạn mong mưa đấy. Thế cho nên là gặp được một lần như này là sẽ nhưng mở mà cháu đã tư vấn cho chú là cái đầu ra sản phẩm cho này chú trồng, cứ trồng để những chị được rồi, cảm ơn anh. Chú sẽ theo đúng chỉ đạo của anh.